Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị ha. Thì dần dịp cuối năm như thế này thì em sẽ tranh thủ tìm những chiếc xe giá rẻ rẻ về để cho các anh chị dễ mua nè, dễ sở hữu cho những dịp cuối năm này nè, mình có xe mình chạy Tết ha các anh chị ha, chở gia đình. Thì trước mặt các anh chị đây là một chiếc DU, cái này là Gentra nha các anh chị nha, bản 1.5 số sàn nha các anh chị. Xe thì đời 2011 nha. Xe đời 2011 nha các anh chị. Biển số thì là ở Đồng Tháp. Cái này xe của anh trai công an cán bộ các anh chị. Anh mua về anh chạy mà anh chạy giờ anh bán nè. Cốp xe rất là rộng luôn các anh chị ơi, cực kỳ rộng rãi luôn. Ô đô xe thì chạy được 158.000 km chuẩn luôn nha các anh chị nha. Xe thì anh cũng đã lên ghế da cho mình rồi. Lên ghế da cho mình luôn rồi. Chắc xe gia đình nha các anh chị nha, không có chạy dịch vụ gì hết. Nè các anh chị nhìn cái dàn nhựa bên đây. Dàn nhựa nội thất nè. Cái giá nó khoảng 100 mấy thôi các anh chị ơi. Không tới 130 triệu nữa đó. Đó nên là các anh chị nào mà đang muốn kiếm xe nè để chạy top nè, chở gia đình được kiểu thì có thể cân nhắc chiếc xe này nha. Xe này phiên bản số sàn nha các anh chị, phiên bản số sàn đây. Ô đô chạy được 158.000 km nha. Cái dàn này thật nhựa cũng rất là đẹp nha. Phần đèn nhựa này anh chị nhìn nó còn rất là ok ha. Cái màn hình này là chắc anh chị giờ các anh chị nên thay, nên thời điểm rồi, xe giá rẻ mà. Máy chạy rất là êm luôn các anh chị đó, em mở lên. Cái này là DU nha các anh chị nha, mà tại anh về anh gắn cái logo của con Chevrolet. DU để các anh chị nè. Phần nhựa của xe còn rất là đẹp luôn. Rất là sạch sẽ luôn ha các anh chị. Nói chung anh cán bộ công an các anh chị ơi, xe chạy với tỉnh với quê mà. Giá thì rẻ luôn. Này thì xoay cái kiếm này nè các anh chị. Đó. Chỉnh hương chỉnh kiếm. Trăm mấy chục triệu có chiếc xe chạy được. Ok đó các anh chị ơi. Ok. Thì các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm tìm những chiếc xe giá rẻ rẻ tầm khoảng trăm mấy về tập lái thì cũng hợp lý nha các anh chị. Trăm mấy mình mua xe về tập lái có chạy xước sơ thì cũng không có tiếc nè. Đó thì các anh chị nào mà đang có nhảy quan tâm về cái dòng xe DU Gentra này, cái này bản 1.5 nha các anh chị nha, số sàn thì có thể liên hệ với em nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.